Dân, xin cảm ơn những tràng pháo tay vừa rồi của quý vị khán giả. Và xin được nhắc lại, các bạn đang có mặt tại Liên hoan phim ngắn quốc tế lần thứ 12. Với rất nhiều thể loại, rất nhiều phong cách, Liên hoan phim ngắn lần này đã trình làng những xuất phẩm rất ấn tượng của các đạo diễn trẻ, các ekip làm phim trẻ đến từ nhiều quốc gia. Và thật sự khó cho ban giám khảo khi phải chọn một trong số các bộ phim này để bước lên bục vinh quang cao nhất, vì tất cả rất xuất sắc. Và bây giờ mời quý vị khán giả xem qua một vài hình ảnh của các đề cử của giải phim ngắn xuất sắc nhất. Bộ phim đầu tiên Tay Súng Đen Đuổi của đạo diễn người Mỹ David Chaney. Stop! Nếu quy đai! Nếu quy đai! You die, no we die. Bộ phim thứ hai đến từ quốc gia Hàn Quốc, Yêu Tột Cùng của đạo diễn nữ Lee Chong Mi. Phim mang màu sắc võ hiệp của đạo diễn Lý A Bằng, Nhát Kiếm Chia Thay. Phim này rất hy vọng để đoạt giải kỹ xảo ấn tượng nhất. Và cuối cùng là bộ phim Giấc Mơ Tình Yêu rất giản dị của đạo diễn Văn Tài đến từ Việt Nam. Của anh chỉ còn sót lại bao nhiêu đây thôi. Và giải thưởng bộ phim ngắn xuất sắc nhất dành cho phim
Giấc mơ tình yêu. Giấc mơ tình yêu, một phim ngắn về tình yêu rất giản dị, chân thật, gây được xúc cảm mạnh cho người xem và đạt đến giá trị nghệ thuật cao. Gần như tất cả các giải thưởng đã thuộc về Giấc mơ tình yêu. Giải hình ảnh đẹp nhất, giải ánh sáng ấn tượng nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất, và giải đạo diễn xuất sắc nhất. Xin giới thiệu ekip làm nên bộ phim Giấc mơ tình yêu, một ekip còn rất trẻ. Họ là những sinh viên mới ra trường nhưng đầy tài năng và đầy đam mê. Họ đến với điện ảnh bằng một tình yêu mãnh liệt. Xin giới thiệu những con người trẻ tuổi và đầy đam mê. Cho Văn Tài cảm ơn đến quý vị khán giả rất nhiều đã bình chọn cho bộ phim của Văn Tài. Và bộ phim này được thành công không chỉ riêng một mình ở Văn Tài mà còn có sự cộng tác của tất cả các bạn đồng nghiệp ở đây. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sẽ hứa trong tương lai chúng tôi sẽ làm những bộ phim hay hơn nữa, xuất sắc hơn nữa để mà đáp lại cái đấm tình của quý vị khán giả dành cho chúng tôi. Chào một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi đó, lâu ngày gọi em Út của Costco phải không? Sao chị, chỗ nhớ tới em Út là mừng rồi. Costco giới thiệu em tốt hơn. Trời đất ơi, lâu ngày mà chị ác với em vậy chị? Nghĩ sao tên Quỳnh Hoa mà bây giờ nghĩ sao mà kêu đi làm mặt 200 ngàn một mặt chị? Trời ơi, tàn nhẫn với em vậy. Nhưng mà 200 ngàn mà một buổi là đảm bảo là 10 mặt hả? Trời trời, xua đâu mà ngon dữ vậy bà. Được không? Thôi kệ đi, nghe cũng được, cũng ngon. Làm ở đâu? Làm ở nhà xác hả? Thôi đi bà ơi, bà gọi bà chọc bà ghẹo tôi hoài. Dạ, dạ anh em đây. Dạ em đi mới có 4 phim mà anh ế lắm. Dạ, sao anh? Hả? Như vậy mà nhiều đó hả anh? Anh tính anh cứ mời em đi, em làm được hết. Dạ em làm được mà, anh đừng có lo. Dạ em nói thiệt mà. Sao? Anh nói gì? Em hay đi trễ hả? Ai nói với anh? Ai nói với anh là em hay đi trễ? Anh nói đi, ba mặt một lời liền cho anh coi. Làm gì có chuyện em hay đi trễ. Bây giờ anh nói với em đi, sáng mai nè, sáng mai mấy giờ có mặt nè? Anh nói đi, em có mặt liền cho anh coi. Dạ, mấy giờ? Mấy giờ hả anh? Quá anh ơi, anh cho em đến trễ nửa tiếng được không anh? Dạ không, không phải cái tật em hay đi trễ mà là cái tật em hay trễ nửa tiếng. Dạ, dạ em cảm ơn anh, yên tâm đúng giờ. Dạ, cảm ơn anh. Alo. Dạ. Ừ, đạo diễn Văn Tài nghe. Trời ơi. Cứ yên tâm. Cái bộ phim vừa thấy không? Tôi nói rồi, cái bộ phim của tôi mà là những cái gì mà tôi nhúng vô là coi như là đoạt huy chương vàng hết, thấy không? Đừng có giỡn chơi được.
đó, thấy chưa? Nè, sắp tới nè, sắp tới tôi làm cái bộ phim mà coi như là tôi nói thiệt với anh luôn nha. Anh mà chỉ cần mà nghe cái tựa không để ăn khách rồi. Cái tựa gì ha? Thần lắm mới bật mí nghe nha. Cái tựa là thật bất ngờ khi bàn tay em năm ngón. Tả vô đó là ừ. Hả? Cứ ngón tôi tả mấy tập, ngón bạn mấy tập. Năm ngón tả như là banh hết như là ra là mấy chục tập rồi. Ừ, vậy nghe. Trời ơi, không thì làm đi anh Tài ơi. Trễ quá rồi anh Tài ơi. Dặn cái gì bây giờ diễn viên chưa tới vậy nè. Không, anh không đổi người em. Em sẽ kiếm. Cái gì vậy, cái gì vậy? Im lặng được thôi. Im lặng. Ai la vậy? Ai la? Ừ, la cho ai la gì? Dạ, 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 em xin lỗi. Mấy người làm gì vậy? Hả? Đây là coi như là cái trường phim, chứ không phải là cái nơi chợ. Mấy người ồn ào như vậy, mấy người phải nên nhớ mới được hãnh diện làm việc với ai. Làm việc với ai? Giang Tài. Cảm ơn các bạn còn nhớ đến tôi. Làm việc đi. Ủa chạy lên anh chạy chỗ tôi chứ mà nhìn chúng chưa tới mà sao nó làm anh Tài ơi, tôi làm gì vậy? Chết rồi. Dặn cái gì mà dặn tôi vậy? Chưa tới rồi. Im lặng đi coi. Không được, anh làm cái gì? Anh la ai? Anh la ai? Tôi la cô đó là sao? Sao cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi vừa mới nói tức thì mấy người làm gì vậy? Hả? Tôi đã nói là cái đây là không phải là cái chợ mà là phim trường, là thánh đường, hiểu không? Mệt quá, mấy người nên nhớ, mấy người phải được hạnh phúc khi đang làm việc với ai, với ai? Giang Tài. Làm việc đi. Dạ. Bây giờ có diễn viên chánh đâu mà quay. Từ từ đi. Cô Ly. Qua đây. Em kêu Lý Hùng Diễm Hương tới quay gấp đi. Cái gì anh? Bữa nay phim mình có Lý Hùng Diễm Hương hả? Chứ sao trời ơi. Để em gọi. Gọi tới gấp đi quay. Trời anh ơi sao anh gọi hai diễn viên đó tới đây làm gì anh? Tới quay phim chứ làm gì? Trời, hai diễn viên đó đâu phải quay phim ngày hôm nay. Hai diễn viên đó quay phim Tình Sôi. Alo Lý Hùng hả? Là em chào Lý đoàn phim đây à? Hả anh đang ngủ hả? Bây giờ anh không ngủ thế anh ơi. Là anh dậy ngay cầm kéo đánh ra với bàn trải tới đoàn phim em cho người đánh xăng cho anh luôn. Là em cho anh đúng 5 phút điện thoại. Dạ dạ vâng, à, anh đi tiện ghép vào nhà chị Diễm Hương chở em nhá. Dạ dạ vâng ạ, à, em cảm ơn anh. Rồi anh, em xử đi. Tối ơi, trời lần đầu tiên thì gặp Lý Hùng. À, em kêu Lý Hùng Diễm Hương ở nhà được không? Cái phim đó từ sáng mới quay lần. Anh ơi, anh làm thế mất hết uy tín của em anh ơi. Uy tín của em mất anh sẽ lấy lại cho em. Ok. Anh lấy lại nha. Ok. Anh tin tưởng em. Alo anh Lý Hùng hả? À? À, anh còn ngủ không? À, trời ơi đang dậy. Anh quay lại ngủ tiếp đi anh. Dạ dạ. Tại đoàn phim có trục trặc anh. Dạ cuộc sống không bao giờ hoàn hảo hết anh à. Dạ đạo diễn bị đột quỵ. Dạ bây giờ là cả đoàn phim là loạn hết lên là không quay được anh ạ. À. Anh thông cảm nhá. Dạ dạ vâng ạ. À. Dạ dạ. Dạ xong rồi anh. Anh ấy nói là thôi có gì bữa sau anh ấy tới quay cũng được. Anh bắt đầu thích mày rồi đó. Thôi, vậy chưa? Dạ. Rồi, kêu Hoài Linh Chí Tài tới quay gấp. Cái gì? Hoài Linh Chí Tài tới quay gấp. Ôi này, Hoài Linh Chí Tài hả? Chứ sao? Trời ơi, phim lớn quá anh ơi. Ra kêu liền. Trời ơi anh ơi, anh kêu hai diễn viên đó tới đây làm gì hả anh? Tới đây quay tới ông nậu tôi hả? Trời ơi, hai diễn viên đó không phải là quay phim. Quay phim hôm nay. Hai diễn viên đó quay phim Tình Nguội. Anh ơi, chú Hoài Linh ạ. À. Chú. Chú đang ở đâu ạ? À? À, đang uống cà phê với chú Chí Tài hả? Dạ. Bây giờ chú bỏ đá ra chắc cà phê vào túi mang cái đoàn phim. Con cho đá vào chú uống tiếp với chú Chí Tài nhá. Dạ. Dạ tiền phía đây con gửi luôn. Con quay chú với chú Chí Tài đúng 5 phút con thả chú. Dạ dạ vâng ạ. Dạ vâng chú ạ. Dạ xong rồi anh ơi. Đang uống cà phê. Qua đây liền đó. Ờ vậy hả? Dạ. À, mày kêu ông ngồi lên là uống cà phê tiếp được không? Cái phim đó tới tháng sau mới quay lận. Chú tin của em. Mất anh sẽ lấy lại cho mày. Anh tin tưởng đó em. Ok. Alo chú Linh ạ. À? Dạ chú bỏ đá vào cà phê uống tiếp đi chú. Dạ. Còn phim có trục trặc chú ơi. Cuộc sống mà không có gì hoàn hảo hết. Mẹ đạo diễn bị chết chú ạ. À. Cả đoàn phim khóc bù lu bù loa. Ai cũng được qua thắp tiếng nhang này.
trà chuối thông rạc nha, bây giờ con qua thắp nhang đây. Tại sao rồi anh ơi, chú không có giận gì hết á. Anh bắt đầu càng ngày càng thích mày. Ngày mai mày nghỉ luôn được không? Ôi anh ơi, sao thích vậy nổi em? Bà nội cha mày, mày là đụng với tao, tao đã không nói rồi mày còn. Mẹ anh là để cho ở nhà, bà yên đi. Mày lâu ra chi vậy? Nhưng mà bây giờ là hai người đấy là coi sao, em phải cho mẹ anh chết thì mới tha thứ được. Mệt quá. Trời ơi, hôm nay quay phim gì vậy? Dạ thưa anh, hôm nay mình gặp nhà cậu quay phim gì? Quay phim gì vậy? Trời ơi, quay phim gì mà cũng không nhớ hả? Nhiều quá không nhớ. Thấy chưa? Bà riết chạy show riết không có nhớ cái gì nè. Cũng may còn cánh mặt tôi đây á. Cô Lê, hôm nay quay phim gì vậy cưng? Hỏi mấy cấp là biết à. Hỏi, sáng mặt tay bây giờ đó. Vậy mà cũng làm rần rần hả? Ghê. Huỳnh Hoa, hôm nay quay phim gì vậy cưng? Tôi nói thiệt nha, nãy giờ là ngồi là chướng mắt đều dữ lắm à. Ủa sao ngộ vậy? Bây giờ mình mở miệng ra mình biết đây là thánh đường mà. Thánh đường mà đâu phải là cái lô tô hội chợ đâu. Thấy không? Mà tại sao quay cái gì mà không biết là sao? Hả? Thôi mà, anh biết lâu rồi. Nó chạy show nhiều quá, thôi thông cảm. Nè, quay phim gì để nói anh biết cái điều đoàn tới nè. Bây giờ cái phim gì? Anh cũng không nhớ nữa hả? Quên quá mà. Anh không nhớ thấy con mẹ gì tôi nhớ. Bên cấp mà, có gì đo đồ thôi. Tôi tới làm vô là dầm mặt lấy tiền. Hỏi câu du di. Nhưng mà làm rần rần hả? Phim gì nè, cuối cùng quay phim gì? Để hỏi cụ tí cái nè. Chỉ có nói biết thôi đó. Biết đâu. À, tí à. Hôm nay mình quay phim... Tình quay! Phim mình quay mà không nhớ tên là sao? Rồi quay đi, quay đi! Phim tình quê, rồi! Bắt đừng làm cái gì, lên đây, quay ngay, lên đây. Nói gì vậy, hả? Khán giả người ta đang coi quay phim. Diễn viên đâu mà kêu người ta? Diễn viên đâu mà quay nè, đạo diễn. Từ từ, bình tĩnh đi. À, tình quê, đúng không? Quay hôm nay quay tình quê. Dạ đúng. Quay không được thì dẹp đi. À, quay em. Từ từ, bình tĩnh, sao cái tính nóng quá từ trước giờ. Dạ, hôm nay đoàn mình quay phim tình quê với đạo diễn. Ủa đâu ra đây, ở đâu ra đây? Dạ, em là diễn viên anh. À, ở đây diễn viên đâu nào vậy? Dạ, diễn viên quần chúng đó anh. À, chị đừng nói quần chúng, tội nghiệp em tổn thương đó chị. À, diễn viên trẻ. Dạ, à, diễn viên trẻ hả? Dạ. Ủa mà sao quay cái gì vậy? Quay cái gì sao tôi không biết chân rồi vậy? Đúng rồi, em quay cái gì vậy em? Dạ, cái vai của em nó hay lắm anh. Cái vai của em là một cái nhân vật là phải có chiều sâu và kỹ thuật biểu diễn phải cao mới diễn được anh. Là cái vai này là một đứa bé là sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ nó mất sớm, ba nó theo trai. Cái gì? Dạ không, ba nó theo gái. Đàng hoàng nha, dạ, tôi dạ. Không làm báo phim đồng bảy mã đâu nha. Phải đứng gần đầu diễn em rung quá, dạ. Xong cái nó mới rải tay mấy đó, nó đi bán vé số lầm lũi. Lấy xin từng đồng từng cắt về nuôi 15 đứa em ăn học đó anh. Cái anh gì? Biết... Nó nuôi 15 đứa em ăn học hả? Dạ, hay chỗ đó đó anh. Có khúc đó luôn mà tôi không biết ta. Có khúc đó khúc nào vậy? Ủa em nhân vật em ở đâu vậy? Dạ, cái chàng 27, chàng 27, cái dòng 17 từ dưới điểm lên đó chị. Dòng, đây dòng 17 đây. Đúng. Rồi. Đó, cái thằng bé đó chị. Đây. Thoại đầu tiên là thoại cái gì vậy? Thằng bé lang thang đi bán vé số. Dạ. Rồi, câu đầu tiên. Chú ơi chú, mua giùm con tờ vé số đi chú. Đúng rồi chị. Rồi, câu thứ hai. Không mua, đi. Rồi sao nữa? Dạ hết. Ủa sao con ngắn cụt vậy? Dạ. Còn cái lúc mà mẹ mất rồi cha đi cái gì vợ bé rồi nó đâu? Dạ cái đó là em tưởng tượng em đào sâu nhân vật đó anh. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Diễn viên là phải như vậy. Dạ. Biết đào sâu nhật của mình như thế nào. Dạ, dạ, phải biết dạ. Là phát huy nhân vật của mình như thế nào. Dạ. Hay quay cho nó liền. Dạ. Quay cho nó không đó liền đi. Dạ quay rồi anh. Quay. Dạ anh đánh dấu ít quay rồi. Ủa quay rồi mà. Dạ thì quay rồi. Mà tại hôm bữa em diễn em cảm thấy em chưa có đã. Em về em giác tay em trái em suy nghĩ là chưa đã. Nên hôm nay em mới mạo gan lên đây xin đạo diễn cho em quay lại một cái. Trời đất ơi. Trời ơi. Ủa cái vai như vậy mà mày diễn chưa đã hả? Tại yêu nghề quá anh cho em quay lại một cái nha. Trời. À, hôm bữa mày diễn sao mà diễn chưa đã mà diễn lại tao coi. Dạ em làm lại cho tao. Rồi làm lại coi. Làm lại. Kỳ vậy? Rồi à, quay phim ra luôn đi. Rồi. Rồi chuẩn bị. Cắt. Gì vậy? Hay nhé, tôi bị gói vô ống kính đạo diễn rồi. Ủa sao cái gì kỳ vậy? Đâu dùm lại, có sao không? Anh chùi cái ống kính, có bị dính gì không anh? Rồi, được chưa? Rồi. Lại cô chứ ai đâu mà nhét, mày nói chuyện tào lao. Rồi, làm tiếp. Rồi, làm lại. Dạ. Chuẩn bị. Action. Cái gì nữa vậy? Anh ơi, em đang mắc diễn mà anh làm em bị sững quậy anh. Ai nhét vậy? Cái gì đó, coi lại cái... Bà đánh rồi bà. Hả? Cái đầu bà đó hết chỗ để rồi đó. Chị cho em làm cái gì vậy?
mà tránh đang bên đi, quay phim cũng có cái sự giới hạn của nó mà. Mệt quá. Rồi, chuẩn bị. Action. Chú, mua con tờ giấy số đi chú. Không mua, không mua, đi đi. Nghèo khổ, đi bán giấy số. Không mua. Trời ơi, anh thấy hay không anh? Đó, bữa em diễn vậy đó anh. Được không anh? Mày diễn vậy tao không đúng rồi. Chạy hôm đó thằng phó đạo diễn là làm cho tao, chứ gặp tao làm nữa là mày chết cho tao rồi. Cái gì diễn đâu mà mày ngoại hình quá vậy cưng? Không được á anh. Diễn ngoại hình quá là không có tốt, hiểu không? Đâu đâu rồi sau cùng mày về mày suy nghĩ là mày diễn cái nét sáng tạo là diễn lại cho anh coi coi. Nói nghe đào sâu đồ dữ đó ra diễn nét đào sâu. Dạ bây giờ là em sẽ rút kinh nghiệm là em diễn một cái là em không nói tiếng nào hết mà khán giả vẫn biết được cái nhân vật em như thế nào. Thiệt không ba? Đó. Mấy người thấy chưa? Diễn viên là phải vậy, phải dùng cái hình ảnh mình diễn xuất để người ta hiểu mình muốn nói cái gì chứ. Dạ. Phải là hở cái nó nói được chưa? Rồi, ra làm liền. Phải biết đào sâu như vậy. Em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Sao? Giờ bắt đầu. Camera, chuẩn bị. Chuẩn bị. Ôi trời. Action. Gặp ông khách. Chú ơi, mua con tờ giấy số đi chú. Không mua, đi đi. Đau lòng quá đi, em khóc. Em bỏ chạy đó. Em diễn gì được không anh? Tao sáng mặt tay mặt mày cơ chưa? Biết nên vô đây anh dạy từ từ chị. Cưng, nghe chị nói. Dạ. Nãy giờ cưng nói chị nghe mà chị ngồi chị lắng nghe từng câu một. Chị ngưỡng mộ cưng. Chị chờ chị coi mà làm sao mà cưng diễn làm sao mà không nói một lời nào mà người ta hiểu hết nhân vật của cưng. Dạ. Mà cưng làm chị thất vọng quá. Cưng coi chị nè. Nhìn gì? Chị nè. Coi gì chị? Bây giờ chị chỉ cần một hành động thôi. Nhìn, đoán coi chị là ai. Dạ dạ. BD. Đó. Trời ơi. Chị cha nó chỉ được cũng làm. Ngồi xuống đi. Thì tôi có diễn tôi không nói lời nào đâu. Là BD biết rồi. Dễ quá. Làm ơn mày đào sâu nhân vật giùm tao. Ngồi nó đào sâu nhân vật đi. Nghe chưa? Mệt quá. Mệt. Riết mà bây giờ anh ơi, bây giờ diễn viên chính còn chưa tới nữa. Đâu rồi? Chú Lì đâu rồi? Em đi anh. Mày gọi diễn viên chính tới đi. Trời ơi, cái gì con bé diễn viên chính là cái gì? Dạ mộng đài. Ờ mộng đài đâu? Sao giờ này cái mộng đài chưa tới nữa hả? Ông đại đâu? Ông đại nói trời sao? Trời ơi, em nói anh nghe. Bả ngày xưa ha, còn được lắm. Trời ơi, hẹn ha, coi như là lúc mà mới đi làm đó. Hẹn coi như là mới 6 giờ sáng thôi là 3 giờ sáng bà có mặt rồi. Còn bây giờ xin lỗi chứ hả? Hẹn 6 giờ sáng mà tới 12 giờ trưa coi nè, coi bả nè. Đúng rồi, nó làm gì? Đúng rồi, coi nè. Chạy vô, đó, phải xách cái giờ. Chạy vô, đó. Mà khớp không hả? Trời ơi, mọi người ở chỗ sao còn đứng đây nữa? Quay đi, em còn hả phải đi quay coi như là hai cái quảng cáo rồi ba bộ phim truyền hình nữa. Quay đi hết giờ. Cái đó có phải đúng không? Mọi người nhanh lên giùm em đi. Quay liền. Trời ơi, biết gì ngày xưa tôi đi coi bói mẹ cho rồi trời. Ủa đâu sao vậy? Không có gì. Mộng đài sao tự nhiên tới trễ vậy cưng? Bao nhiêu mọi người chờ nè. Ủa chờ cái gì thì bây giờ em đến em quay rồi. Bây giờ quay không quay em đi đằng khác à? Thôi, được rồi, quay. Qua mắt cấp đi. Thôi quay đi chị ơi. Quỳnh qua, mắt cấp nhanh dạ, đi dạ, quay. Dạ. Mới tới mà làm khó làm dễ vậy? Thôi mày rằng chị ngồi xuống đi chị ơi. Ai đây? Dạ em khán giả, em mê chị lắm. Tự nhiên trẻ. Mộng đài, ngồi xuống đi cưng. À đài à. Bây giờ từ từ đi chị, từ từ đã mới ngồi thôi. Ừ, chưa có tập trung được cái gì hết. Rồi. À, đại hôm nay mình quay là tình quê đó em. Đổi cho khác thôi. Cưng ơi, cưng làm gì mà làm như là 80 năm chưa gặp con người vậy cưng? Nè, nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy hả? Dạ, anh thấy ba sửa mũi cao quá. Trời đất ơi. Dạ, mày điên hả? Nói cái gì vậy hả? Có chị ơi, em nói chị nghe, chị ngồi xuống, nó mới vô nghề nó không biết, chị hiểu không? Kệ nó đi. Nãy giờ nó nhìn 80 đời nó mới biết là bà làm mũi không? Chứ bây giờ nó đâu có biết bà làm ngực đâu. Trời. Nè, tôi đuổi ra khỏi cái đoạn này nha chưa? Con dạy cả thế giới biết hả? Có rao gì đâu, chị em ta tâm sự vậy thôi. Mày á, cái miệng mày à! Đào sâu tâm lý nhân vật đi, để chút chỉ là chị đào em bây giờ. Nóng quá à. Biết sao á. Hột quá coi, nóng rồi giàu. Đại, từ từ đi chị. Chưa
có dặm mặt luôn đó. Biết rồi. Em này nè, cái lông mi em. Hôm nay nhẹ thôi, nhẹ thôi là được đâu. Rồi. Thôi nhẹ thôi mới cắt em mắt. Biết. Đài đẹp mà cắt mắt nữa đó hả? Mới cắt. Thì ráng chịu đau xíu nè. Từ từ nhẹ nhẹ. Gắn cái lông mi nó mới đẹp. Đau. Thì chịu từ. Đau. Đau. Có nghe đau không hả? Rồi. 1 2 3 chị. Rồi. Ủa bình thường chị chọi bên đây mà chị. Chọi bên đây cho chậm hả? Nhớ bà, bây giờ mày có thời mày muốn làm gì mày làm nghe. Mai mốt tao mà có thời mày thấy mày mày tao. Mày làm đẹp gì đó. Đâu có đâu, em nói chị quăng cái gì mà nó xuất sắc quá chị ơi. Quăng đâu chúng đó, mày quay bà nội mày, mày quay cái gì vậy? Đi hai đời xin. Đi hai đời xin cái ông nội mày hả? Hả? Nói gì mày quay? Trời ơi, sao xác ơi? Không có, trời ơi, nó nói xấu chị đó chị. Nói chị vụ gì em ghét nó quá thể. Ngồi xuống, trời ơi, mặt dầu quá nè. Làm đau một cái nữa đi. Em lỗi chị. Trời ơi, làm cái gì cũng phải nhẹ nhẹ, làm gì đầy đau. Đầy bực, đầy không quay nữa làm sao. Khổ ghê vậy. Đây. Em nói từ từ đi, em chưa có dặm mặt luôn đó chị Loan. Rồi, chị biết rồi, chị đứng đây chị nói em cứ nghe thôi, không cần phải suy nghĩ gì hết á. Hôm nay mình quay tình quê. Em biết rồi, em rất chuyên nghiệp. Em mới đọc kịch bản rồi. Ồ vậy hả? Em có nhớ là hôm nay mình quay cái nhân vật sao không? Em biết hết rồi, em nói em chuyên nghiệp, em đọc rồi. Nhìn em mặc đồ là chị biết em nhớ chưa có kỹ nè. Thôi để chị đọc cho em nghe rõ nha. Em nói em đọc kịch bản rồi. À vậy thì chị đọc con quơ rồi em nghe được em nghe nha. Em nói em đọc rồi. Nãy giờ chị không có nghe gì hết là chị Loan. Chị có cái lỗ tai mà chị Loan. Chị để nghe người khác nói với chứ. Thích cái dài này lắm hả? Đúng rồi. Trời ơi cái dài em hay lắm đó. Chị thích lắm. Thích lắm luôn không? Ừ. Qua nói anh Tài kìa. Làm xin gì? Cái dài đi em nhường cho. Em nhường dài này cho chị. Cảm ơn em. Anh Tài. Bọn Tài nó nhường dài này cho em đó. Đóng phim ma hả? Mặt hàng dê chó vậy mà mình là đóng phim dê chính. Thôi em làm đi Đài, ảnh không cho chị làm. Nghĩ là cho hả? Biết hơn biết phần giùm một chút xíu đi, tụi nó đọc rồi nghe không? Cái đoàn hôm nay làm sao vậy? Anh Tài, nó chửi quá à. Thôi thôi đất ơi. Tôi nói bà nghe, bà là cái hạng là mình người lớn, mình người nổi tiếng, bà hiểu không? Mình nó giống như là coi như là trái cây hạng sang như là Việt Quốc Cherry. Đâu có nói chuyện với cốc ổi mấy ghim được, bà hiểu chưa? Không có muốn nói chuyện mà suốt ngày cái vô ve. Giống như là con mũi ở bên cạnh gì đó. Đọc kịch bản cái gì? Thôi, chuẩn bị quay lại đi. Anh ơi, bây giờ tranh thủ quay lại em cái. Em còn hai show đang nằm chờ. Ồ, tụi này có nhiều show hả? Show gì vậy? Đám tang chị. Đi, đám tang cũng quay. Vậy chứ anh thấy đó, bây giờ em theo đoàn mà có quay được cái gì nhiều đâu. Trời ơi, quay nhiều tại chút xíu nó mới quay. Chính tới nó quay. Lê Hưng đâu xong kêu tới đi. Cô Lị. Hoài cũng thiếu nghe máy anh à. Trời sao không gọi điện thoại gì người nhà. Em có gọi rồi. Là nhà báo sao? Nói Lê Hưng qua đi nhậu. Ờ. Bị tai nạn. Đang nằm viện. Hả? Đang nằm viện? Rồi nhà nói sao? Em chưa kịp nói mới nhắn tin hỏi lại là xem có tình hình sao. Có tin nhắn này. Đây. À đây mẹ ông nhắn nè. Nhắn cái gì? Em bác sĩ nói chờ khoảng nửa năm là quay được. Hả? Chờ nửa năm? Trời ơi, chờ tới nửa năm anh ơi, vậy cho em qua đoàn khác em làm. Đúng đi nha. Mấy cô em đi làm. Anh Tài, em không thể nào chờ nửa năm được chưa? Trời, em có biết bao nhiêu cô mà tự nhiên bây giờ chờ nửa năm là sao? Cái gì vậy? Trật tự coi. Mấy người làm gì vậy? Hả? Mới nghe một xíu nhau là sao? Kỳ cục vậy? Chúng ta lớn hết rồi, làm cái gì phải có nguyên tắc, quy trình của nó. Làm hết chuyện này mới là chuyện khác, nghe chưa? Ở một cái nhau nhau mà. Có so tài ơi. Tôi nói rồi. Tắt máy luôn. Đâu đó phải rõ ràng. Tôi nhắc lại một lần nữa. Làm xong chuyện này mới tính qua chuyện khác nghe chưa? Có so tài ơi. Đâu phải muốn mời tao là mời đâu. Tôi không phải là phường dễ dãi. Có so tài ơi. Để em đặt luôn cho anh. Tôi đặt mặt cô bây giờ đó. Có so tài ơi. Alo. Nghe luôn rồi. Chuyện gì vậy? Không, tôi không nhận lời được đâu. Trời ơi, tôi đang quay cái phim tình quê này nè. Tôi đó làm xong cái này tôi mới làm cái khác được, nghe chưa? Cái gì?
À phim chiếu rạp hả? Phim chiếu rạp anh ơi, cho em làm thư ký nhựa đi anh. Em quay cho, em quay cho. Anh Tài ơi, anh Tài ơi, phải có em nha anh Tài. Im lặng đi. Tôi sẽ kéo nguyên cái ekip mình vô hết rồi chưa? Anh lớn quá thằng tí, nó biết tôi chửi chết bây giờ. Rồi, tôi nhận lời, nha. Rồi, vậy nha. Bây giờ có quay được không? Hay là dẹp? Rồi, quay đi. Đâu rồi, sao không quay đi, quay phim đâu? Đừng lên làm cái gì? Lên đây quay đi. Đi đây. Không. Cứ ở đó đi. Ra. Không quay được dẹp đi. Rồi, không quay. Bây giờ, Lê Hân Thiếu à? Bây giờ tính làm sao hả anh? Gấp quá, bây giờ tính làm sao đây? Từ, để tôi tính. Để còn làm nhựa nữa chứ. Tôi Lê Hưng quay bao lâu rồi? Chờ em tí xíu. Lê Hưng quay 7 phân đoạn rồi, đại cảnh không đó anh. Giờ sao anh?